Hôm nay chúng ta sẽ chơi một game là gì? No one live under the lighthouse. Có nghĩa là gì? Là không có con mực nào sống ở dưới cái ngọn hải đăng cả. Ok. Bây giờ là mình toàn chơi mấy game đồ họa như vậy thôi, mấy friend này không? Chấp nhận đi. Deal with it. Chấp nhận với thực tế đây mấy friend này. Mình không chơi mấy game đồ họa fancy bóng bẩy nữa đâu. Tại vì mấy game đồ họa bóng bẩy thường bây giờ như shit vậy. Ủa? Đây là đâu? Mình vừa múc được ít dầu mà friend. Nice. Ai gọi kể cha nó đi. Ai gọi đập cửa, nhưng mà mình không quan tâm lắm. Giống như bây giờ thôi, bây giờ tầm giờ này mà ai gọi cửa cho mình không bao giờ mở cửa hết. Oh shit. Không quay được. Mình vừa làm một cái chuyện gì đó my friend. À mình đã kích hoạt ngọn hải đăng my friend. Tàu thuyền qua đây bây giờ không bao giờ bị đập vào đây nữa. Tàu thuyền qua đây người ta sẽ biết nơi nào là có đá, nơi nào không my friend, hiểu không? Ngọn hải đăng chỉ có một cái chức năng như vậy thôi. Ngoài ra nó có chức năng phụ, đó là lên nó để nhảy xuống. Nhưng mà chức năng ít người xài lắm. Người ta xài chức năng chính là giúp tàu thuyền người ta tránh được mấy cái đó đó my friend biết rồi đó. Hết game rồi my friend, game chỉ có vậy thôi. Từ đầu game đến cuối. Người mà giữ cái ngọn hải đăng này trước đây đã biến mất. Tôi đoán rằng là họ đã chạy trên một chiếc thuyền, để lại cái nhiệm vụ của nó cho những người tiếp theo. Bây giờ không còn ai trên cái hòn đảo này nữa. Cái chữ nó hơi khó đọc my friend ạ, cái phông nó hơi khó đọc cho nên là mình dịch tầm bậy đấy. Nhưng mà chúng tôi biết rằng là chúng tôi thích cái công việc này. Còn bạn thì sao? Bạn không nên thắp cái ngọn đèn đó lên vào buổi chiều. Và nó sẽ hoạt động cho đến khi mặt trời mọc. What? À, và bạn nên dọn rửa chùi cái đèn đó. Đặc biệt là cái ống kính của nó, cái gì đó. Cái sự thiết lập này cần có sự hỗ trợ sớm thôi. Chúng tôi sẽ quay trở lại đây trong một tuần. Chúc may mắn. Đừng làm tâm trí của bạn trở nên cô độc ở đây. What? Là sao ta? À, chuẩn luôn my friend. Ông kia giao việc cho mình xong bỏ chạy mất kìa. Bye bye. Gì đây? Vali của mình my friend. Ok, đi làm việc my friend. Công việc mới của mình. Đó là bảo vệ ngọn hải đăng hiểu không? Bảo vệ, bảo trì và làm việc ở đây. Hello, mấy chú chim bồ câu. À, chim bồ câu đó mấy friend ạ. Do nó sống ở biển cho nên là nhìn nó khác với chim bồ câu ở đất liền. Nhưng mà chắc chắn là chim bồ câu, hải bồ câu chứ không phải là chim. Chứ không phải là cái chim như mấy friend chuẩn bị chỉnh sửa mình đâu, ok? Không phải là mấy cái loài chim mấy friend chuẩn bị kể tên cho mình đâu. Chắc chắn là bồ câu, ok? Mình nói bồ câu là bồ câu, đừng có cãi mình. Ủa, chứ hòn ngọn này đang trên này mà mình chạy đâu đây ta? Mấy friend ạ, game nó khác với phim ở chỗ nào? Phim là chúng ta sẽ đi từ A tới Z phải không? Mấy friend tua một bộ phim đi là nó sẽ đi thẳng đến cái hồi kết. Mấy friend chỉ biết thằng nào chết, thằng nào sống, nhân vật chính với lại nhân vật phụ như thế nào. Nhưng mà là game ấy, thì chúng ta có quyền gọi là đi tầm bậy tầm bạ phải không? Ví dụ như trong một bộ phim mấy friend phải không? Nó sẽ chiếu cảnh cô công chúa đi từ rừng đến lâu đài. Nó bao giờ chiếu nhà vệ sinh của cô công chúa như thế nào không? Never. Nó có bao giờ chiếu cảnh công chúa đáy gì không? Không bao giờ. Nhưng mà game thì khác, game chúng ta có thể nhìn trộm. À lộ, ý mình là game là chúng ta có thể điều khiển công chúa đi đái đi gì đó. Mà cái ý đó không phải là ý chính mình muốn nói ở đây. Cái ý mình muốn nói ở đây là cái gì? Thì là game là chúng ta có quyền tự do khám phá phải không? Mình không thích đi vào ngọn hải đăng, mình coi cái cây này đây có cái deck gì hot nè. Cái cây này có một đống ký tự mà friend. Với lại có lấm cha lấm chấm, cây này đang nổi mụn với lại đang thời kỳ phát triển. Nhìn này bét. Ở trong một căn phòng nhỏ.
Có một cây xẻng, có một cây thang, có một cây nến và không còn gì cả. Mình có muốn cầm gì không? Có một đoạn dây thần này mấy cái này. Nhớ đi nha, có mấy cái đinh này này, có mấy cái búa, có mấy cái đinh, có mấy ngọn đèn, có cái xẻng, có một cái dây thần, có một cái thang. Ok, let's go. Tự dưng nó thả mình vào đây, nó bảo mình làm việc ở đây trong vòng một tuần, cứ mỗi một tuần sẽ có người đến ghé thăm mình. Ít nhất là phải để lại thức ăn nhé, nước uống này chứ, trên một hòn đảo này mấy friend ạ. Đầu tiên, việc đầu tiên mấy friend đặt chân lên một hòn đảo, mấy friend phải tìm hiểu xem là oh shit, bây giờ mình phải tìm nguồn nước ngọt ở đâu. Tại vì con người không thể nào sống quá 3 ngày mà không có nước ngọt được. Ok, what is this? Ngoài trong không? Mình phải hỏi thăm xem có ai nhà trước không mình mới vào được. Nhưng mà chắc không có ai đâu. Cái ông chở mình đến đây bảo là không ai sống ở cái hòn đảo này cả. Chỉ có mình thôi. Lại là cái tiếng đồng hồ kim chết tiệt. Vết gì giống nhớt vậy? Nhớt đấy. Úi hồi, bước lên nghe cái choẹt phát. Ê, có thịt này mấy friend. Không lo chết đói. Có súp gì nữa này. Giờ nước ngọt. À, nước ngọt này mấy friend. Nice. Vậy là mình không lo về thức ăn và lương thực. Dậm lên bành bạch bành bạch. Gì đây? Thank you. Chắc là chìa khóa của nó đăng nên. Ồ, Nure kìa, nhưng mà là đứa con nít. Ê? À, đặt vali lên hả? Mình lượm được một cái cục đá khắc hình ngọn hải đăng. Thank you. Gắn vào đây hả? Duy tính đấy. Còn gì nữa không? Hình như tìm được 4 cục đá là mình mở được cái này hay sao? Có lẽ là thế. Có lẽ là rứa. Sao tự nhiên trời tối quá vậy? Điểm báo này không lành nữa mấy friend ạ. Chưa bắt đầu ngày làm việc đầu tiên mà bắt đầu trời đã bắt đầu âm u, đất tù mù rồi. Bàn chân em mà đi bình bịch, đưa em vào bầu trời bao la. Cây có nguồn mà chim lầm tổ, sông có nguồn từ suối chảy ra. Em thấy mình là một bông hồng nhỏ. Oh shit. Lại là cái cảnh tượng quen thuộc này. Oh shit, lại là căn phòng này. Có một tầng hầm dưới này. Một đống dầu này có lẽ là để đốt cái đèn phía trên ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng ngày xưa làm gì có điện mấy friend. Ngọn hải đăng ngày xưa người ta chạy bằng dầu không à. Tại sao mình biết? Game này dạy cho mình biết. Liệu những gì mình biết có là thật hay không? Chưa chắc là thật. Vậy làm sao để biết nó là thật hay là... Oh shit. Mình đi xuống cái này hình như có đồng chí nào mới nhảy xuống thì phải. Hồi nãy mình nói mấy friend rồi. Ngọn hải đăng này có hai chức năng mà. Cái chức năng phụ vừa rồi là có một thằng vừa sử dụng rồi đó. Hiếm khi có người nhảy mà lâu lâu vẫn có thằng nhảy. Đâu rồi? Nãy nhảy chỗ nào ấy? Chắc nhảy xuống đây không sao, đứng lên nó bỏ chạy rồi. Đâu phải ai nhảy cũng chết rồi mấy friend. Nhiều người nhảy vẫn bình thường. Giống như Spider-Man này, Superman này, Iron Man này, Captain Man này, Batman này. Bọn nó mà nhảy từ đây đó nhảy xuống vẫn khỏe mạnh, không sao hết. Vẫn có thể đứng lên và bỏ chạy đi bình thường. Thằng vừa rồi là một trong bốn thằng đó thôi và bây giờ nó bỏ chạy mất rồi, cho nên là cái cha đó. Mình đến đây để làm việc của mình mấy friend này không? Mình đến đây để thắp sáng ngọn này đang. Nhiệm vụ duy nhất của mình đấy. Oh my god. Thì ra cái này nằm đây mấy friend ạ. Nãy giờ mình tìm cái này này. Phải có cái dầu để bắt đầu nó mới sáng lên. Bắt đầu nó mới chiếu ra những cái ánh sáng ra ngọn này đang hả? Mình ra đây làm cái mẹ gì vậy? Woo! Đây là nhìn từ xa cái nơi mình ở đó mấy friend. Mình sẽ ở đây một tuần không không có ai hết, chỉ có mình và mình thôi. Không có tivi mấy friend, không có điện. Trước hết là phải nhắc là không có điện trước, là mấy friend đừng có nghĩ đến tivi hay là máy tính hay là bất kỳ một cái thiết bị điện nào hết. Không có internet mấy friend ạ, không thể nào kết nối với cái thế giới bên ngoài được. Không có cả vệ tinh nữa, không có điện thoại vệ tinh hay là GPS gì hết, không có thể nào liên lạc được với con người hết. Mình sẽ ở đây một một tuần trời mấy friend này không? Không có một con người nào để nói chuyện với mình hết, chỉ là sự cô độc. Chỉ là mình và bầy chim bồ câu đang hót líu lo ở phía dưới kia thôi. Mình sẽ phải tập làm quen với sự cô đơn này mấy friend. Chơi game nhập vai là vậy không? Mấy friend phải đặt mình vào cái vị trí của nhân vật. Nếu mấy friend không đặt mình vào vị trí của nhân vật là mấy friend chưa chơi nhập vai rồi. Mà chơi game mà không nhập vai thì mấy friend không thể nào hiểu hết được cái hay của nó, không thể nào cảm nhận được cái sự tuyệt vời của nó. Cho nên là bây giờ mình đang nhập vai hết sức hiểu không? Mình tưởng tượng như bây giờ mình bị đẩy ra đảo hoang để làm cái công việc này vậy.
Rồi, mình rót dầu vào đây rồi. Ngọn hải đăng đã sáng, my friend. Công việc của mình ngày đầu tiên là bắt đầu hết sức thuận lợi. Very nice. Trừ một việc là mình để cho thằng nào đó từ trên nóc nhảy xuống để chạy mất. Công việc nó không nay lắm. Đây là căn phòng mình ngủ á. Tại sao lại có hai giường? Mình không biết. Đây là cái bến cảng lúc mình cập bến vào này. Không cần nhìn ở đây làm gì. Tại vì một tuần nữa ông già cái mới quay lại. Mình sẽ phải sống ở đây như vậy 6 ngày nữa. À, mình vẫn có thể bỏ trốn bằng cái thuyền này, my friend ạ. Nhưng mà mình sẽ không làm vậy. Tại vì sao? Mình là người sống có trách nhiệm. Mình phải hoàn thành công việc của mình. Thí mẹ rồi. Cụcích.com. GG nha my friend. Oh shit, về nhà rồi hả? Ế? Cái gì vậy? Nhìn ghê vậy. Aha, lại một ngày mới my friend. Một ngày mới đã bắt đầu. Mình sẽ cầm cái đèn lên, cầm chìa khóa lên. Rồi mình sẽ làm gì nữa? Mình sẽ cố gắng tìm ba cái vòng tròn này gắn vào đây, mở cái rương này ra để xem có cái đất gì hot. Đêm qua thằng nào đột nhập vào nhà mình đây? Hoặc có thể đêm qua chính là mình my friend. Mình biết. À không, cái thằng ở dưới thuyền như còn gì nữa. Miếng thịt vẫn còn. Nhân vật chưa đói, có bánh mì rồi này. Lo gì chết đói. Có lau nhà được không? Lau nhà cho nó đỡ dơ, my friend. Mình không thích sự dơ dãi, my friend ạ. Trong game mình không thích cái sự dơ dãi. Ngoài đời thì mình thích lắm. Ngoài đời cái phòng mình rất là bừa bộn. Cái gì? Mình đặt tên cho nó là bồ câu, được chưa? Ở cái hòn đảo này không còn ai hết ngoài mình, nghe chưa? Cho nên là không ai cãi được mình hết. Mình nói nó là bồ câu thì nó là bồ câu. My friend không có quyền đặt tên cho nó nữa. Từng nào mấy friend ra đây ở chung với mình ngoài cái hòn đảo này thì lúc đó mới có hai người để tranh luận, lúc đó mới đưa ra cái kết luận, mới biết được ai đúng ai sai. Ê bồ câu. Cút đi bồ câu. Bây giờ ngoài hòn đảo chỉ có mình là cái loài người thôi, cho nên là mình nói gì là chỉ có đúng thôi. Chân lý thuộc về mình nha. Oh shit, ghê vậy. Thì ra cái con đêm qua nó đột nhập vào phòng mình mấy friend ạ. Coi nào, chất đen đen này là của nó đó mấy friend ơi. Thám tử Conan vào cuộc. Oh shit, lượm được cái này hình con mắt. Ngon. Thế giờ may mình xuống đây đó, chứ không là mất con mắt này rồi. Woo. Ê, cái can của mình này. Phải có cái này mới đi làm việc được, còn không là không làm việc được. Một câu đi chỗ khác. Mấy friend muốn có thời gian đi dạo chơi trong cái hòn đảo này không? Tất nhiên là có rồi. À, bây giờ thì mình mới hiểu cái này để làm gì mấy friend ạ. Cái bịch cát này này, thực ra là nó sẽ rớt xuống từ từ để làm cho cái kia nó quay á. À, người công nhận con người ngày xưa thông minh nhỉ. Cái người mà thời cổ đại bọn nó thông minh đấy. Thông minh hơn mình mấy friend, cái gì đấy? Ế? Cụcích.com. Cái gì đấy mấy friend? Dùng miếng áo của thằng nào ạ? Có cái miếng gì á? À, bây giờ mình phải lau cái này. Phải hôm, đúng là mình phải lau mấy cái tấm kính này mấy friend ơi. Dơ quá à. Sau một đêm mà nó quá dơ mấy friend ơi. Lồng tiếng rất là chân thực. Nghe giống tiếng đánh rắm của một ai đó. Bạn ấy ăn rất nhiều khoai tây, ăn rất nhiều khoai lang. Và ăn rất nhiều mít nữa. Bụng bạn này có vẻ tiêu hóa thức ăn rất tốt. Cho nên là bạn này có thể gọi là xì hơi ra được. Trên Discord là từng có người chửi mình là mình ợ là một điều rất kinh tởm. Nhưng mấy friend nhầm rồi. Ợ mới chứng tỏ là mình cũng tiêu hóa thức ăn tốt. Ok. Wow, mời đó mà trời tối thui rồi. Chúng ta hãy dành ra 5 giây im lặng ở đây mấy friend ạ. Để tận hưởng gọi là cái sự cô độc trên hòn đảo này. 5 giây im lặng bắt đầu. 5 giây kết thúc. Chúng ta lại đổ cái này vào đây. Woo! Và đèn lại sáng. Tiếng gì vậy? Kẹt cứng rồi. Kẹt rồi mấy friend ơi. Kẹt rồi mà tại sao bức tường đen thui vậy?
Ủa cái bịch này của mình đâu rồi? Mất mất mẹ cái bịch này rồi. Không bước vào đây được. Shit. Ghé vào nhà chơi chút đâu. Hỏi đi hay. Nhà có cái deck gì đâu vào. Mình nhớ là có đoạn dây thừng nằm dưới này nè. Mái thôn. Xin lỗi. Cái cỏ phía trước mặt mà mình tưởng cái gì chứ. Hết hồn. Giật hết cả mình. Bây giờ nhìn cỏ là bắt đầu hơi bậy bậy rồi đấy. Đâu rồi, cái dây của mình đâu rồi? Đây. Woo. Ngoài ra chúng ta cần một gì nữa? Chúng ta cần một bịch cát này chứ. Nếu không làm sao mà nó hoạt động được. À, không cần bịch cát mà phải nè. Chúng ta có một đống bao cát bên này này. Ok. Let's go. Lâu lâu nó đứt thì mình phải thay thôi, mấy phải này không? Đồ gì cũng vậy, đồ gì xài biết nó cũng hư thôi. Chẳng có cái đồ nào mà mấy Sandfly xài được bình viện kìa. Bây giờ mình kể cho mấy friend nghe cái đồ gì bị hư nhất này. Đầu tiên là TV này, ok. Tiếp theo là đồng hồ, tiếp theo là tủ lạnh, tiếp theo là xe máy, rồi xe đạp. Rồi đối mấy friend kể được mà cái món đồ mấy friend xài từ bé đến giờ mà không hư. Con người nó cũng hư chứ nói gì. Cho nên là cái gì? Cái chuyện mà cái dây thừng nó biến mất với lại cái bao cát nó biến mất. Chúng ta hãy lý giải nó bằng khoa học đi, đừng có lý giải bằng tâm linh. Vì lý giải bằng tâm linh đáng sợ lắm. À ha, dây thừng còn nè. Mình nối dây thừng vào nha. Woo! Ok, dây thừng được nối xong. Bây giờ chúng ta xuống đây lắp cái kia lại nha. Lắp bao cát vào đây nha. Không có gì phải sợ nha. Mình không sợ, mấy bạn không bị gì phải sợ. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Ơ sao kỳ vậy? Mình sẽ lấy một chút dầu mình đổ bánh răng nha. Tại vì dầu này có hai công dụng mà. Ca này căng nha. Wow. Bước ra ngoài này không khí thoáng đãng phết. Mình lấy thêm bao cát gì vậy? Là do cái deck gì nhỉ? Không có ai là thợ cơ khí trong cái kênh chat này hết à? Mấy fan nhiều nghề lắm à. Trong kênh chat mình là có giáo viên này, có hacker, rồi là có gì nữa? What the hell? Có nhà có cô giáo dạy văn trong này nữa này. Có cả giáo viên thể dục trong kênh chat của mình, vậy mà không có ai làm thợ cơ khí trong kênh chat của mình hết à? Kỳ vậy. Kênh chat mình lắm nghề lắm. Gì kỹ ta? Còn cái gì mình lấy được không? Dầu mình cũng lấy được rồi. Mình từ lúc lên hòn đảo này mình chưa ghé qua cái nhà này bao giờ. Chú ý hả? Văn mình đấy. Không sao. Mình thích những cái vấn đề như này mấy friend ạ. Mình thích đôi lúc phải gặp cái sự khó khăn, bế tắc như vậy. Để rồi từ từ chúng ta có thể giải đố được nó, giải đáp được nó. Để cảm thấy chúng ta thông minh hơn được một nào. Cộng thêm được một vài điểm IQ vào não. Ôi thật là vài kích, hai bịch mới được. Hai bịch mới được, oh my god. Thì ra là thế. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Không, bây giờ tôi vẫn chưa hiểu. Bọn này đánh đố nhau không, my friend. Lúc đầu mình có để ý là bao nhiêu bịch đâu. Lúc đầu mình chỉ biết là có một cái dây thần thật là dài nối vào mấy bịch cát để cho cái bánh xe nó quay, gọi là theo định luật Newton này không? Vạn vật hấp dẫn bla bla bla. Bịch cát nó sẽ rất nặng, nó sẽ kéo cái cổ máy phía trên kia quay vòng tròn theo một cái hệ thống ròng rọc bánh răng bla bla bla. Nhưng mà ông Newton có nói cho mình biết là bao nhiêu bịch cát mới vừa đâu. Cho nên là bây giờ mình chỉ vác được bao nhiêu là mình vác, ok. Cái gì vậy? Mình đâu? Mình không điều khiển được mình. Mày chạy vào đây là... Góc nhìn thứ ba mẹ là góc nhìn thứ ba rồi. Mình game.
Con gì vậy? Chắc chắn lại là con bồ câu rồi mấy friend ạ. Nhưng mà con bồ câu này là con bồ câu tinh. Con bồ câu thành tinh hiểu không? Nó ở lâu trên đảo này nó thành tinh giống như trong mấy cái bộ phim mà Tôn Ngộ Không Trư Bát Giới mà năm 1992 ấy. Hồi đó mấy friend chưa đẻ đó. Hồi đó cũng có mấy cái kiểu mà yêu quái nó sống lâu thành tinh ấy. Hoặc là ăn thịt đường tăng với lại ăn thịt tam tạng thì nó thành tinh ấy. Kiểu kiểu vậy. Đây là một trong những con bồ câu đã trở thành tinh rồi. Có thể là do nó ăn trái cấm hoặc là thế nào đó. Tại vì mình đuổi mấy cái con của nó cho nên là nó cay không? Bây giờ nó kêu con mẹ để nó chơi mình. Đó là lời giải thích hợp lý nhất, giải thích theo kiểu khoa học chứ không phải theo tâm linh cho nó đỡ sợ. Bây giờ kẹp mẹ trong này rồi. Giờ ra nó có cắn không? Đâu rồi? No. Mấy bịch rồi? Ba bịch rồi. Lấy tiếp không? Lấy thì lấy tiếp đi, nhân vật. Tí chúng ta không quay lại đâu đó nhân vật. May mà nó báo trước cho mình góc nhìn. Cho nên cũng đỡ sợ. Tự dưng mình mà đang chơi góc nhìn này mà bị con nhện nó chụp nó mới đau đầu mấy cái này không? Nhưng mà tự dưng nó cho mình góc nhìn của một con nhện cho nên là mình not scary at all. Không sợ một tẹo nào hết. Let's go. Tiếp tục công việc của mình mấy friend. Không thể gọi là lơ là trách nhiệm được. Nếu như cái ngọn hải đăng này không quay trong vòng 30 phút nữa là sẽ có bao nhiêu con tàu đắm ở gần đây không? Nếu có trách nhiệm sẽ thuộc về mình hết. Sao mình có thể sống với bản thân được? Thế giờ ba bịch. Ba bịch rồi nha mấy friend. Bây giờ ba bịch mà không được thì ra xuống lấy bốn bịch. Ba bịch nha mấy friend, ba bịch. Khoa học đã chứng minh rồi, ba bịch cát cộng với định luật Newton cộng với hệ thống bánh răng ròng ròng cộng với một cái dây thần tạo ra một cái ngọn hải đăng vào năm 1990 mấy đấy. Không, 1990 mấy có ngọn hải đăng bằng điện này. Vào năm 1700 bao nhiêu đó. Đó, ngọn hải đăng quay rồi mấy friend. Thấy nó quay không? Sao mà thấy được? Ra đây mới thấy nè. Đó, do you see that? Đúng là lên đây rồi có chuyện rồi, my friend ạ. Lên đây nó bắt đầu chuyển cảnh nữa. Có gì hot? Cái gì vừa bay ngang qua kìa? Ai mà bật 1060, à lộn, 1080 60 fps, my friend mới thấy được cái gì nó bay ngang qua. Bay rất là nhanh luôn. Bay được có nửa giây à, chứ không phải bay được khoảng 1 giây đâu. My friend khó nhìn lắm, my friend phải tập trung dữ lắm. Mấy friend phải đừng nhìn vào cái mặt mình mà mấy friend phải nhìn vào game ấy. Thì mấy friend mới thấy được cái thứ bay ngang mặt. Cục kích chấm com. Mình bị nhốt đây rồi mấy friend ạ. Ế, con gì ngoài vậy? Con gì đó? Bướm à? Bướm mấy friend ơi, bướm. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Oh shit, là bướm vậy. Batman đến chăng? Nhiều khi nó không phải là bướm mà là dơi mấy friend ạ. Nhìn bọn này vừa giống dơi vừa giống bướm, không biết được nào mà lần đấy. Khéo là Batman đến đấy. Thường thường trong phim Batman mà đến đâu là dơi bay đến đó hiểu không? Mình sắp được gặp gỡ Batman rồi. Fucking hell. Mình bị nhốt chặt hai cửa rồi. Thế là bướm hay là dơi? Nhìn giống bướm nhưng mà phải đây nè. Nhưng mà tập tính thì là giống dơi. Chẳng có bướm nào bay kiểu này kìa. Lời giải thích hợp lý nhất. 66% số người chọn là Batman. Chỉ có 50% chọn là người là dơi thôi. Quay quát là bướm thôi. Tôi chết rồi. Không sao không sao. Mình đã có đồ sẵn đây rồi my friend. Mình đã có đồ sẵn dầu đây rồi. Tắt mẹ đèn luôn rồi. Mình lấy trước dầu mình đổ mà nó vẫn không sáng à. Chà. Ái chà chà. Và mình vẫn bị kẹt ở đây à. Ái chà chà, ăn cứt rồi. Yay. Tiếng gì mấy friend? Tiếng khạc nhổ đâu? Tiếng khạc nhổ đâu đây? What the fuck? Ở đâu vậy? Mấy cái này có lộ lộ này nhìn có thấy gì không? Oh shit. Chỉ là một cơn ác mộng. Oh, mưa này. Quá tuyệt vời luôn my friend. Thực ra là mình có một cái viễn cảnh như thế này. Nói là viễn cảnh nghe nó hơi gớm. Từ nó chính xác rồi. Oh, có sấm chớp nè. Mình có một cái ước mơ. Ước mơ thì nghe nó cũng hơi sai sai một tẹo. Dùng từ nào là chính xác nha trong cái trường hợp này nhỉ?
Mình có một cái mộng tưởng là như thế này, là mình được sống ở một cái hòn đảo nào mấy friend ạ. Một cái hòn đảo mà tách tách biệt với tất cả thế giới loài người, hiểu không? Trên hòn đảo đó mình có một căn nhà bé nhỏ, hiểu không? Mà mình sống ở đó, lâu lâu mình tận hưởng gọi là bầu không khí thiên nhiên, với lại có một chút trời mưa nữa. Tuyệt vời luôn. Đấy, đúng là những gì mình hằng mơ ước mấy friend ạ. Chà, mưa to quá hay. Mưa này thì có nước ngọt mấy friend ạ, há mồm lên trời là coi như no luôn. Nước này là nước ngọt mà. Tại vì nước nó hút từ biển lên là nước mặn, nhưng mà lên trên kia là mấy hạt muối rớt xuống trước, rồi mấy hạt nước rớt xuống sau. Cho nên là nước này uống được, hiểu không? Nước này vẫn hơi mặn mặn một tẹo, nhưng mà nói chung là vẫn là nước ngọt. Ủa, bây giờ đèn... Ê! Pss, mình lượm được cái sàng rồi mấy friend. Để làm gì vậy? Từ từ rồi biết nha. Từ từ rồi mấy friend biết. Vậy là đúng rồi đó mấy friend. Pss. Nhà phát hành game mới đáp ứng đúng cái nhu cầu của mình luôn á. Mình vừa nói nó vừa chỉnh game lại. Bây giờ mình đi cầm tìm một bịch hạt giống rồi mấy friend ạ. Xong rồi mình ra trước nhà rồi mình cứ xong rồi mình nhả hạt giống vào sạch sạch sạch. Xong rồi cứ nói chung là một tháng là mình có cái ăn. Ok. Hạt giống bắp này, hạt giống bí đỏ rồi bí xanh này, rồi lúa thì không trồng được đâu, lúa còn lâu mới thu hoạch được. Mấy cái cây ngắn ngày giống như dưa leo chẳng hạn. Dưa leo mướp đắng chẳng hạn. Aham. Biết là cầm sẻng ở đâu đây biết. Mấy friend chơi Minecraft bao giờ chưa? Không, mình đang nói nghiêm túc á. Mấy friend tưởng tượng đi, tưởng tượng như đây là game Minecraft đi, tưởng tượng đi. Nhập tâm vào. Đó, mấy friend đang đi ra một cái vùng đất rất là xa lạ. Xong mấy friend cầm trên người một cái xẻng, mấy friend bắt đầu oh shit bắt hạt. Nữa. Không thấy gì hết mấy friend này, mình chỉ biết là mình đang chạy cái kìa, nhưng mà mình biết chạy về đâu hết á. Chạy về đâu đây? Chạy xuống biển à? Thoát rồi, my friend. Ha ha ha. Ủa, hình như mình hi hi hai lần rồi. Chị lỗi. Ủa cái gì đây? Ồ, này giờ là đào ngay đây mấy friend ạ. À. Này giờ có đống đất thì không chịu đào lại chạy tút ra bên kia làm gì? Ế, có bồ câu nè. Sao bồ câu chết rồi? Tại sao con chết? Đôi khi chết là một sự giải thoát đối với mấy con bồ câu này mấy friend ạ. À. Quanh năm suốt tháng đang đứng đây chả có gì làm. Lại có một chú bồ câu thì chết rồi. Một lần nữa, nếu mà ai gọi là hải âu thì kệ mấy friend, mình quan tâm. Đối với mình nó vẫn là một con bồ câu thôi. Không có chú bồ câu nào hết. Đem nướng ăn à? Lại hợp lý. Mới chết mà, mới chết ăn được mà. Ngày hồi còn nhỏ mấy friend. Mấy friend không biết, chắc mấy friend không coi đâu. Mấy friend thường thường, mấy friend mà thường thường ở cái độ tuổi mà 9x ấy. 9x như mình thì mấy friend mới coi cái bộ phim gọi là Đất Phương Nam ấy. Biết cái phim đó không? Nói về một cậu bé cò với cậu bé gì mình không nhớ tên. Nhưng mà có một cái đoạn trong cảnh phim là mấy thằng bé nó bắt mấy cái con gà nó đắp đất lại rồi nó ăn á. Ngon lắm. Đúng ngày hôm đó mình thực hành luôn my friend, mình lấy đá mình chọi chết hai con gà con nhà mình. Nghĩ lại thấy ác một cái lời, nhưng mà hồi đó mình lấy cục đá mình chọi chết hai con gà con đúng không? Xong rồi chụp mấy cái con gà con mình lấy đất lấy nước đổ ra, xong rồi lấy đất đắp lại, xong rồi nướng lên ăn ngon lắm. Món ăn không đau bụng ra. Oh shit, nhiều phết, ba con bồ câu lận. Đó là lần duy nhất là mình sát sanh my friend. Về ba mẹ mình không biết luôn. Thiếu mất hai con gà con nhưng mà không ai để ý hết. Thường thường thiếu mấy con gà lớn ấy, thì ba mẹ mới để ý. Nhưng mà mất mấy hai con gà con thì làm ai, làm gì ai để ý. Oh, cái đèn đã quay trở lại. Gì đây? Bản đồ à? Gì vậy? Gì đây mấy friend? Mình chắc chắn là phải cầm cái sàng ra chỗ bên kia rồi. Không có lý nào. Mấy cái cây thì chỉ có chỗ đó mới mọc cây, chứ chỗ nào mọc cây đâu. Nó không kêu mình thật. Đây nè. Đúng rồi mấy friend. Look at this. See this. Đúng rồi đó. Đâu rồi?
Ngạc nhiên chưa? Dụng cụ làm việc của mình nằm ở đây, my friend. Ngạc nhiên và là... Ủa đường về nằm chỗ nào vậy? Mưa to không thấy đường. Ở đây rồi. Sao mưa to thế? I don't like it, my friend. I don't like it. Mưa vừa vừa thì còn hấp dẫn, nhưng mưa to quá cảm giác nó... Cảm giác như... Thế nào nhỉ? Cảm giác như bị lãng quên đó, my friend ạ. Mưa vừa vừa thì mình cảm giác lười biếng. Cảm giác nó... Cuộc sống nó... chậm lại, nhưng mà còn mưa quá to để cảm giác giống như là mình bị lạc trôi về lòng dòng đời ấy. Nhân vật thì vừa chạy vừa khóc thế này thôi chứ làm gì cho đây. Lâu lâu nhìn trong cơn mưa thấy mấy cái cây cỏ tưởng thằng nào nữa. Hết mẹ sức rồi. Vậy là game này cũng có chạy thể lực đuối mày friend ạ. Đuối thể lực là không chạy được nữa. Tiếng còn gì kêu cả cha. Vào nó im quá vậy. À, đâu có tiếng mưa lại rồi. Woo! Lại một ngày nữa trôi qua. Chụp kiếm con rồi. Ra đây ngắm cảnh đi. Ôi. Tầm nhìn xa là 5 mét trong mưa mày friend ạ. À. Được 5 mét không hay là 3 mét? Không thấy cái mẹ gì hết. À, lâu lâu sấm chớp mình tới nhà mình nằm kia kìa. Có lẽ bây giờ nhân vật bắt đầu hối hận rồi đó. Hối hận thì sao về lựa chọn công việc này hiểu không? Ủa? Mày phải quay lại à? Ok. Nào mình cùng nhau đi ngủ. Nào mình cùng nhau đi ngủ. Mà mình không thích sấm chớp mày friend ạ. Mình thích mưa nhưng mình lại không thích sấm chớp. Ngược đời cái chỗ đó đó. Mình có thích ánh nắng ban mai không? Sơ sơ mày friend, sương sương. Ơ mày friend ơi. Mày friend. Mày friend ơi. Mày friend. Mày friend ơi. Cửa bị khóa trái rồi. Thằng nào khóa trái cửa mẹ rồi. Thế là thế đế nào? Chui ra cửa sổ đâu ông ta? Chui có lọt không mày friend? Cứ chui lọt cửa sổ để lọt ra ngoài để mà chạy chứ. Thằng cờ hó nó chơi ác vậy. Help. Nhảy nha mấy friend. Mình nhảy đây. Không sao đâu, nhảy mất 99 máu thôi còn 1 máu. Về nhà ngủ một đêm là hồi lại máu. Giống như game GTA Vice City ấy. Hoặc giống như CSGO á. Counter Strike đồ á. Mấy friend nhảy xuống mà còn 1 máu là không chết. Tắt mẹ đen rồi. Fuck. Oh shit, không có ai trong này hết. Oh my god. Không có ai trong này nhưng mà có dấu kích của ai trong này. Như nhau. Don't kill me, please. I have a wife, I have a kid. Don't kill me. Ai nghịch nghịch nhỉ, để im như người ta làm việc có nào. Lương tháng được bao nhiêu đâu mà cứ phá hoài vậy. Ok. Đừng có phá này nha. Rồi thôi. Ngày hôm nay thế là hết rồi đấy, nhiệm vụ hôm nay hết rồi đấy. Không còn gì làm đâu, sáng là đèn sáng rồi, lượn 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 lượn. Lượn cho nào, ra đây chơi tẹo rồi. Ok, clear clear clear, đi vào. Rồi đi xuống. Đừng xuống đâu. Ôi thật là vài kích. Bây giờ nó khóa. Ủa một khoan. Wait a minute. Wait a minute. Lại tắt đèn. Được rồi đấy. Bây giờ mình thấy cay cú rồi mấy friend ạ. Bọn này bình thường là mình không cay đâu. Mình nói thật. Mà nó dám động vào miếng cơm manh áo của mình là nó sai rồi. Công nhận là mình sợ chết thật mấy friend ạ. Nhưng mà một khi mà nó dám động vào gọi là miếng ăn của vợ của mình với lại của con mình ở nhà kia. Vợ con nhà chết đói kia. Mình mới không làm được việc chủ đâu trả lương đâu. Mà chủ không trả lương là vợ con nhà chết đói mấy friend. Là cuộc sống gia đình không còn hạnh phúc nữa. Thằng nào này giờ cứ phá cái công việc làm ăn của mình. Ủa đèn mình tắt luôn à. Ôi thật là vãi kích. Tắt đèn luôn à. Ra đây đấm nhau này. Bây giờ nói thẳng ra đây đấm nhau này.
Xong rồi để im cho mình làm việc này, ok. Ủa? Lấy hết dầu rồi. Ủa? Cục kích.com. Đèn dầu của mình nó không có, my friend ơi. Bây giờ bảo mình xuống như này à? Phải kích, đừng có lè lưỡi ra lỡ cắn về lưỡi chết đấy. Có tiếng gì my friend? Có tiếng gì thở rất là nhẹ nhàng. Tiếng giống con mưu thở mỗi đêm ấy. Shit, mỗi bước chân của mình nó lại càng thở hơn một nhịp. Có nút đi bộ để không nghe thấy tiếng động không? Cảm ơn anh nha. Em anh ơi, đèn dầu của em cũng hết dầu rồi. Em xin phép nha. Đấy, dầu rồi, có đứa nào ngủ dưới á. Có anh nào đang ngủ dưới á. Quay này đúng lâu luôn đó mấy friend. Nó ngủ dưới kia là đừng lo. Nó có đây này đâu. À. Này là ngày thứ mấy mình quên mất cha rồi. Thời gian đối với mình bây giờ nó vô nghĩa lắm. Thời gian là một thứ gì nó tương đối chứ không một tuyệt đối nữa. Giờ chả biết là ngày bao nhiêu. Oh shit, mấy chú bồ câu lại bắt đầu lên đây bu trên này nữa rồi. Mấy friend thấy không? Cảm thấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời mấy friend. Dành ra 5 giây để tận hưởng cái cuộc sống này đi. Oh shit, chưa được 5 giây nữa. À, ủa. Ai dậm dậm đến nóc nhà mình mà bụi rơi tùm lum này mấy friend. Có ai đang bước đến nóc nhà. Sập mẹ nóc nhà rồi. Không phải. Tưởng sập nóc nhà rồi chứ. Đứa làm xê dịch cái tủ này. Làm sao mà mở được. Chưa đủ 4 cái chìa khóa làm sao mở được. Kho báu này là của riêng mình mấy friend ạ. Sập nóc nhà thật rồi. Sập thật à? Một con bồ câu này chết nữa rồi. Wow. Miếng thịt đây mất tiêu rồi. Wow. Bánh mì đây mất tiêu luôn rồi. Wow. Lau nhà phát này. Dơ quá à. Có lượm con chim lên không? Không. Để nằm nó đi. Oh man. Bây giờ chúng ta cầm được đinh với búa rồi này my friend. Đinh búa và ván. Bây giờ thì chúng ta đã biết vô nó đã dùng để làm gì rồi chứ. Cầm thêm cái thang nữa. Yes. Tính cả rồi mấy friend ạ. Không phải vô tình mà tự dưng trong nhà kho có tất cả những cái đồ mà nói chung là mình sẵn sàng dùng cho cái ngày thứ năm thứ sáu gì đây đâu. Cái thằng mà gửi mình lên hòn đảo này nó tính cả rồi. Nó biết chuyện này sẽ xảy ra rồi hiểu không? Nó cho mình đủ những cái thứ cần thiết. Không thiếu mà cũng không thừa hiểu không? Hết chưa? Hết rồi đó. Easy. Ui, ủa, sao nhìn nó lỏng lẻo vậy? Oh my god. Không ai làm gì mình trong lúc mình làm. Vài kích. Xin lỗi. Còn ba cặp đinh nữa, bây giờ mình đóng chắc cặp đinh thứ hai chắc nó qua nó giết mình quá. Mình có linh cảm là như vậy. Đóng lại 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 đóng lại lại rồi chạy mấy friend ạ, chẳng có thời gian ngồi chờ được đâu. Rồi rồi bấm cái này luôn. Run 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 for my life, run for my life, run for my life. Wow, an toàn rồi mấy friend. Gì vậy? Chìa khóa của mình nè. Có ai thấy đèn dầu của mình đâu không? Mình mất đèn dầu rồi. Chị hàng của chú cuội bây giờ đang cười toe toét trên kia kìa. Đừng bảo ha, thằng này thật là khổ sở. Cuộc đời nó như lìm rồi. Ý là vậy. Nhưng mà chị hàng của chú cuội đã lầm rồi. Tại vì tất cả đều nằm trong tính toán của mình. Ha ha ha, hai món đều nằm ở đây hết. Bây giờ ai mới là người chìa cười chị hàng với chú cuội? Mình. Mình mới là người cười hai người đó, ok.
Và bây giờ mình sẽ thắp sáng cái ngọn hải đăng này lên, rồi sau đó mình sẽ cười to hơn vào mặt chị Hằng với chú Cuội. Chị Hằng đâu rồi? Chú Cuội đâu rồi? Fuck you on my friend. Nhìn đúng giống mặt cười thật kìa my friend. Nếu my friend mà có một cái trí tưởng tượng nó giống mình một tẹo thì đằng kia là hai con mắt kìa, thấy không? Một con mắt to, một con mắt nhỏ, ok. Với lại hàm răng đang cười nhếch lên như này. Cười như Doraemon á. Cái quả mặt trăng ấy. Nhưng mà không sao. Mình hoàn thành công việc của mình rồi. Mình mới là người cười, ok. Liệu bây giờ mình có về được nhà hay không? Câu trả lời sẽ có sau ít phút quảng cáo. Mày chạy nhanh như con chó mày. Có ai giật hết cả mình my friend. Oh shit. Con bồ câu thành tinh này. Ma. Mình cứ tưởng là game này nó chỉ đuổi mình theo góc nhìn thứ ba đấy chứ. Nay nó đuổi theo mình góc nhìn thứ nhất kìa, sợ phải cứt. Và từ đó không còn ai làm việc ở cái ngọn hải đăng này nữa, my friend. Cái người mà gọi là canh giữ hải đăng hiện tại đã quyết định nhốt mình dưới cái hầm nó vĩnh viễn, không bao giờ xuất hiện trên mặt đất nữa. Và đó cũng là số phận của những cái người gọi là canh giữ ngọn hải đăng này trước đó và trước đó và trước đó nữa. Câu chuyện kết thúc. Một tràng pháo tay. Credit hạ xuống. Bản nhạc cất lên. Mình nói phát đúng thật kìa my friend. Chưa, game chưa hết à? Mình cứ tưởng nó là một cái vòng lặp chứ. Nhưng mà nói chung nó cũng vừa hiện cái dòng cái gì đó previous. Previous gì đó, nói chung là người người canh giữ hải đăng trước đó cũng đã biến mất gì đó. Cái gì bẹt 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 vậy? Thua, em thua. Em thua. Thôi em thua, em thua. Mấy friend nghĩ sao cái đường nó thẳng tưng như vậy mà nó chặn vậy thì bố thằng nào chạy được. Nhưng mà lần này mình biết trước là mình chạy trước. Kích ta nè, kích ta nè, kích ta nè. Từ anh ơi em mệt quá. Nổi hết mẹ da gà rồi mấy friend ơi. Cái quả rồi mình bị kẹt không chạy được, nổi hết mẹ da gà rồi, ghê vậy. Cứ bà nội đó, kiểu gì nó cũng đấm mình được một phát à. Má sợ mấy friend ơi, mày đuổi thì đuổi lẹ mẹ lên. Ôi mình sợ vài cứt rồi mấy friend ơi. Thì ra mình tắt đèn ở đâu có ấy đâu. Đi con mực. Fucking hell. Dí nhanh như một con chó vậy. Mình lạc mẹ đường rồi. Giết anh đi em ơi. À lộn nhầm, giúp em đi anh ơi, chứ mình xin lỗi, nói lộn. Hết thể lực rồi anh ơi, đừng dí nữa. Tim em đập như con chó rồi, em không chạy nổi được nữa rồi. Ơi, kẹt mẹ rồi, đừng. Chó nó chạy nhanh vậy, kích. Lạc mẹ đường rồi. Sao nó biết mình ở đây? Ah!
thịt còn mực. Thịt làm gì ta? Ra rồi mấy friend. Mình nhảy xuống cái hố gì rồi á. Cuối cùng mình cũng ra được. Mình nhảy xuống cái hố rồi. Nghe cái bạch một phát rồi, nghe cái bom một phát rồi. Có lẽ như đó là cái cách lựa chọn của nhân vật, hiểu không? Ra đi bằng gọi là chính cái sinh mệnh của mình, chứ không phải là bị thằng kia làm thịt. Quay what? Mình chết à? Ok, thank you. Mấy cái tháp, kim tự tháp này thì chỉ có Ai Cập mới có chứ. Game bắt đầu, lúc bắt đầu xuất phát từ châu Âu chăng? Ai Cập và châu Âu nhỉ, mình biết. Mình qua kim tự tháp chơi đây. Hẹn gặp mấy friend ở thế giới bên kia mấy friend. Đốt lửa lên cho ấm mấy friend. Oh shit, sáng thế. Wow, xong game. Găng tay của Thanos. Ok đẹp. Mấy con bướm với lại mấy con giòi, mấy con nhện, mấy con dây nhé. Tha về luôn á. Ok. Mình quyết định mình tha này về my friend. Woo! Let's go. Rời xa hòn đảo này my friend, đi về với một đằng kia giống tàu cướp biển vậy. Ơ? Ai đây? Anh chú. Wait what? Anh chú là cái vali à? Nhắc mới nhớ chứ hồi đó mình. Wait a minute. Có vẻ như mình là cái ông chèo thuyền đầu game chở thằng nhân vật kia lên làm việc. Và có vẻ như đầu game mình chơi thằng kia, bây giờ mình chuyển qua chơi ông già mấy friend. Previous keeper disappear my friend. Người canh giữ lần trước lại biến mất. Wait what? Mình là cái đứa nằm dưới tàu luôn nè mấy friend. Mình là cái đứa nằm dưới cái thuyền đầu game luôn nè. Yes. Bây giờ mình sẽ đi làm thịt thằng kia. Bắt đầu ho rồi mấy cái chất đen đen mấy friend. Corona. Bây giờ mình sẽ đi tìm thằng kia và làm thịt nha mấy friend. Sau một thời gian sống ở đây mình đã bị đột biến mấy friend ạ. Chính mình ăn thịt những cái thằng kế tiếp, kế nhiệm. Mình là tiền nhiệm. Người canh giữ tháp canh tiền nhiệm. Đâu rồi? Ủa? À, nó mới tìm được có một cái thôi hả? Nó mới tìm được có một mảnh ghép thôi hả? Người ú này. Mình nằm đâu vậy? Thì ra cái chất đen của mình à? Ôi vãi cứt. Thì ra cái vết đen đen này cũng chính do mình bò ra luôn mấy friend. Rồi cắt dây mấy friend. Lúc mình chưa gọi là thoát kén ra hiểu không? Giống như một con sâu đang làm tổ vậy. Rồi bây giờ đi vào kho ở. Cắt được cái này rồi. Ok đi con mực. Đi đâu đây? Ăn cát à? Hèn gì nó biến mất. Ba cái bịch này nó biến mất. Hèn gì cái ngày hôm đó mình đi làm mình không thấy mấy cái bịch này đâu hết. Hóa ra là mình đã ăn rồi. Thì ra là vậy. Rồi mình chui vào đây hả? Đúng rồi. Mình ăn cát uống dầu mấy friend ạ. Dầu thì giờ chưa uống nhưng mình sẽ chui vào hang ở trước. He, đừng sợ. Đó là mình đấy. Đừng hoảng mấy friend. Chỉ là mình mà thôi. Bây giờ chúng lột xác mấy friend. Giống như Fije. À lộn nhầm, trên bộ hung nhé. Trên bộ hung sau khi lột xác. Ai đó? À, người kế nhiệm. Eo, bạn gì ơi, ngoảnh mặt lại đi. It's me. Lúc này mình chưa có tiến hóa hoàn toàn mấy friend ạ. Mình đang còn phải đi bằng 8 chân. Sau này mình mới đi bằng 2 chân được. Where are you? Mà chạy nhanh thế. Thằng này chạy nhanh hơn mình mấy friend ạ. Oh, chỉ gió thật. Nó chui vào đây rồi. Fucking hell.
Sao vậy? Tự dưng mình tức giận có vậy. Ui, đằng kia có ánh sáng gì my friend? What is this? Có cái hang nằm đây à? Đầu game mình có biết đâu. Ủa, dưới này có hài đăng à? Gì kỳ vậy? Bring him to me. Mang thằng nó đến cho tao. Cảnh này quen quen. Deja vu. Ủa, có cái đồng xu nằm ngay đây ngoài này, này giờ mình biết. Có cái đồng xu nằm ngoài cái ban công đó mày phải này. Ủa, sao này mình bự quá vậy? Nay mình đi đi cầu thang rồi. Không còn phải bò tường như hôm trước nữa. À, lúc này mình có hai chân rồi mà mình quên. Mặt mình đâu? Đó, mắt mình đâu? Không biết. Mắt mình nó hòa lẫn trong cái đống nào đó rồi. Trong đống tế bào nào? Oh shit, hình như anh lên thì vậy. À, anh ở trên lầu xuống chứ. Anh ở trên lầu xuống thì đúng hơn. Đâu anh chạy kìa. Ê, don't run from me. No, 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 don't run from me. Nó chui xuống dưới này rồi. Wait, where are you going? Hey. Má nó chạy nhanh hơn mình nữa. Ờ. Sao mỗi lần mình vào vai nào là vai đó bị ấy vậy, bị nấp vậy? Vai kích nó đâu rồi? Má hồi nãy nó dí mình, bây giờ mình đi dí nó. Where is he now? Not here. Wait what? Cái bức tường này quen lắm. Đâu đây thôi? Phọt máu my friend, đâm một phát phọt máu liền, đâm phát vào ngực. Và thế là người tiền nhiệm, à lộn, người kế nhiệm lại xuất hiện. Lại có thêm một chú gọi là nhện nhện mới. Lại có một cháu nữa lại lên tiếp. Ủa? Ngoài này đang đâu rồi? Wait a minute. Thằng nào phá mẹ ngoài này đang rồi. Bọn này dừng thuyền luôn rồi. Có không ta? Phải không biết. Chú không biết được. No one live under the lighthouse my friend. Không ai sống ở dưới cái tháp hải đăng cả. Bây giờ my friend hiểu tại sao game nó lại tên như vậy chưa? Game được thực hiện bởi Swoop Entertainment. Ok, thank you, very nice. Here we go, here we go, here we go, here we go. Now we blasting off into the ozone. The way we kick it in the dojo was local for sure. That we paved in the road, that's a post. Going over your head like a top hat. Stop that. I know you hear me spitting these hot raps. Now watch that beat, cause it's about to drop. But Rockets is the 09 jump off. Yeah, yo. Last name Pan, first name Peter. I know you see me flying and you want me to teach you, but I stay elevated so that all God's creatures can hear me shout it out like my name is Aretha. Getting R-E-S-P-E-C-T. Fly by, see the looks on your faces, cause I'm in full E-F-F-E-C-T. Jet setting.